Ok, đưa đưa sản phẩm lên cho coi. Lấy cái tay nữa, cái tay nữa. Cái hình dáng nữa. Ừ. Đó, ok. Đấy. Con nói tiếng Anh đi chú biết tiếng Anh mà. Khang ơi. Ồ. Con ghi tên con bằng tiếng Hàn không? Thì con đăng ký đi. Con đăng ký đi, đăng ký tên con bằng tiếng Hàn á. Đăng ký với cô kìa. Xếp hàng cho sau lưng kìa. Biểu diễn rồi đó Khang. À ghi đi. Dính mực luôn hả? Dính mực hồ hả?